Nhân kỷ niệm một năm sau thảm kịch dẫm đạp tại khu phố Itaewon, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết tiếp tục nỗ lực đảm bảo an ninh và an toàn trong nước. Tại lễ tưởng niệm, ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cam kết tăng cường an ninh trong nước.